Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình mua da chai nè. Hôm rồi không có ghé vừa da chai mua. Rồi hôm nay mua được có mấy món nè các bạn. Mấy món này chia sẻ cho các bạn xem nha. Coi cái nào còn xài được, cái gì mình xài lụm lặt mình chế đồ. Đó. Cái nào chia sẻ được cho anh em coi xem mình thấy. Mua được mấy món này các bạn. Cái đèn này mình thử nó, mình quay nó các bạn. Mình quay gì đó nè, quay gì cháy đèn nè đó. Nó thử gì rồi, mình ta cắt cây dây cục hết trơn gì nè các bạn. Ta bán mình hai cái này mới tin nè, cái này cũ rồi, cái này mới tin nè. Quay cũng cháy đèn nha các bạn. Với mình cái này nữa nè các bạn, mình mua mình coi được gì được mình lấy nha. Với hai cái Migo đó, hai cái Migo này, cái này mình bấm thấy nó cũng còn lên nè, đây nè. Còn lên đó các bạn. Mình cái này còn, nếu mà còn lên mình kết nối YouTube nha các bạn. Kết nối YouTube mình nghe nhạc hay này nọ cũng được á. Để coi mình nữa mình coi lại. Cái này mình chế hoặc là mình chế qua để chế để hát hát nhạc rồi chơi. Đó. Đống này mình mua có nguyên đống này mình mua có 20.000 nha các bạn. Mua dựa phế liệu với chai. Gần 2 kg mà nó bán 20.000. Cũng được đi. Đây là mình lấy mình xài là ok rồi. Ví dụ như cái này mà nó còn hát được á. Mình lấy cái đầu loa bên đây nè, đầu đầu Migo bên đây là mình gắn bên đây. Đó. Bên đây mất tiêu cái Migo rồi. Mình lấy cái Migo bên đây mình để bên đây. Đó. Còn bên đây thì nó lấy mất pin luôn rồi này, thấy không? Bên đây còn nè. Bên đây còn ngon lành. Rồi, cái này mình lấy qua bên ha, mình chia sẻ với các bạn á là mình coi khám phá mấy cái đèn này coi nó còn được, mình lấy được cái gì mình lấy nha các bạn. Theo dõi mình làm nha các bạn. Đầu tiên mình mở cái này ra. Mở cái cũ này ra trước đi. Yêu cầu là có nó có cháy đèn là ngon nè. Vậy nó cắt này nè các bạn. Giờ mình lấy điện mình ghim thử nha các bạn, coi nó còn không nha. Cái chui điện này mình gắn cái này mình kéo mình ghim cho nó dễ. Bật tắt đi. Rồi. Ghim thử coi nó còn cháy không nha các bạn. Nó còn cháy, nó còn xây. Còn nè các bạn ơi. Còn cháy luôn nè. Mà nó không xây các bạn ơi. Còn cháy đủ đèn luôn. Sao nó không xây không biết. Nó hư cái gì rồi. Im. Ngon. Để mình lấy cọng dây này mình gắn nha các bạn. Để dây mình gắn để đen quanh coi nó sao. Mình lấy cái này mình chế đồ cũng được, lấy đèn đồ chơi.
hai cái ống vô cho nó an toàn các bạn ơi. Rồi mình muốn ghim gì đó mình ghim đó, chớp rồi các bạn, chớp đẹp quá. Cái này mình lấy cái vòng này mình chế đồ cũng được nha các bạn, còn trên nó cậy chạy nó nè, cái vòng này nó gờ nè, trên này sao motor nó không chạy rồi, để mình nữa anh kiểm tra lại, còn ví dụ mình cần thiết thì mình lấy cái vòng này thôi. Đó, giờ mình cắt lấy vòng này ra ra riêng đi, nó có hai dây chuyền lên nè, mình lấy chế đồ im à, chế đèn bàn thờ đồ cũng im đó các bạn, hào quang của Phật á nè, cái này mình vẽ lên, vẽ đứng lên là nó chớp vô theo cái ống đó, nó đẹp lắm đó. Nhưng mà điện này mình không có đụng vô được nha, tại vì nó thẳng điện 220 nó vô mấy cái con chip này nè, đụng vô nó giật chết á. Đẹp không ạ? Chấp đủ màu, xứng đáng đồng tiền không? 20.000 và cái đèn này đủ rồi nha. Rồi mình lấy để bên để mình xài, chế là chế nọ xài, hay mình chế vô quạt cũng đẹp nữa. Rồi còn cái này nếu mà mình coi nữa mình sửa được mình sửa sau. Giờ mình coi kế tiếp cái thứ hai nha, để này quên đi. Nếu mà mình chế cái này nọ được á là nữa mình mua cái này nè, mua mình lấy đèn cũng đẹp, chế vô đèn bàn thờ hình Phật đồ cũng đẹp. Đây, y gan luôn rồi các bạn, mong rằng nó cháy nữa nha, nó mà hư ghê rồi cũng lắm. Mình có quạt, cái quạt á nó hơi ồ chút xíu nha các bạn, tại giấc tối nó mũi không à, cũng nực nữa. Đây mình đút vô cái đêm ghim cho chắc ăn và cháy không, không có sự cố gì không nha, ghim nha các bạn. Im quá đẹp, quá đẹp, đẹp hơn cái nãy luôn. Ở trên nó không cháy, trên sao nó không cháy, nó hư cái gì rồi, trên nó không cháy các bạn ơi. Rồi cái này mình cắt ra luôn, cắt ra mình lấy cái đèn này luôn thì miễn chớp là được à, bo đèn chớp đa hài ngon có xài, chế này chế nọ này được rồi, này không nó chết rồi, quá đẹp, quá đẹp, quá xá đẹp, đẹp lắm nha các bạn. Mình cầm ngoài bóng đèn này mà để lên, các bạn thấy trong điện thoại gì chứ, để lên trong hình gì chứ, để lên mà để lên bẻ lên đèn Phật đẹp lắm mà, cái đầu nó chiếu đẹp lắm. Rồi ngon lành hai em. Rồi giờ mình gả em thứ ba cái luôn nha các bạn, được hai cái rồi đó. Mua mình lấy mấy cái này không đủ tiền, còn cái này ví dụ mình cái đèn này còn đẹp là mình muốn chế đèn bàn thờ thì mình sửa là coi sao, cái nào còn mình lấy. Này mình quay cũng thấy nó có cháy đèn nè các bạn, thường thường nó quay gì nè, nó quay nó chớp luôn nha,
cái nào mình quay thấy nó cũng cháy đèn chứ. Mình thấy cháy đèn mình mới mua. Mình nghĩ là nó hư hư đường điện thế này thế nọ. Để mình coi coi nó cái này coi im không. À, đây nè. À, có người gửi ra rồi, có người cắt rồi nha các bạn. Mong rằng nó quay nha. Cái này quay luôn đi ngon á. Này nó biến 3V nè. 3V là nó quay cái motor. Không quay thì mình cắt ra luôn. Cái 20.000 đồng bạc cái micro đồ với mấy cái đèn này là lờ rồi các bạn ơi. Mình lờ là mình lờ để xài có lợi á. Để mình chế này chế nọ mình xài. Ồ. Cháy nữa nè các bạn. Quá im quá im. Cái này nó không cháy nó, sao nó hư phần trên không ta? Xe xui gì nè, nó cháy ba đèn. Mình xe gì cháy ba đèn, còn xe ngược lại cháy đèn. Nó hư cái gì vậy? Nó hư cái bo nè. Nó hư cái bo này. Mình không có gành sửa bo các bạn ơi. Thợ da chai thiệt nhưng mà không có gành bên cái điện tử này, mình không có chuyên. Có thằng em mình thì nó biết biết chút đỉnh à, nhưng mà mấy cái lặt vặt này nhỏ quá mình không có sửa, không có học chi. Làm chế được mình chế, còn ví dụ như mình chế được cái kia thì mình chế. Còn này mình hiện giờ mình thấy này được thì mình cắt lấy cái này mình sử dụng. Các bạn thấy mà kênh của anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực, mình có cái gì mình chia sẻ cho các bạn xem. À, xem cho vui sau một ngày làm việc mệt nhọc rồi mình lấy được cái nữa nha các bạn. Quá đẹp quá đẹp. À, nó chiếu hào quang đẹp lắm nè các bạn. Đó. Nếu mà mình để nó phóng lên nè, phóng tia nè, mình để sát cái sát ôm vô cái hình của Phật Mẹ Quan Âm rồi đó, mình chế cái này vô nằm ở trong á, nó phóng tủa ra, không có cần mà mình phải làm cái kiểu mà đèn từ ấy nè đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Mình để sao bức hình cũng đẹp lắm. Mình nghĩ là như vậy mình mới mua mình lấy. Mình nghĩ là cái này là nếu mà nó cháy về nhà, nó cháy thì mình làm cái hình đèn mặt mà nó có mấy cái con chip này nè, mình làm ở phía đằng sau các bạn, làm phía đằng sau cái hình Phật á, cái nó phóng lên theo cái hình giấy hoặc là hình kiến á, nó phóng lên vậy đó các bạn, thấy rất đẹp không. Đây mình còn cọng dây nữa nè, mình test luôn cái này để xuống cho các bạn xem nha, quá đẹp. Như vậy mình mua như vậy đó, nó mới gọi là mua. Chứ mà mua da chai mà về cái xui chết queo luôn rồi là mình lỗ. Mấy cái này là ngon rồi. Cái này mình chơi hai cái luôn, câu hai cái vô luôn nha các bạn. Câu hai cái vô coi nó tủa như thế nào nha. Này mình chế được á. Hình Phật nào mà không có đèn á, cái mình chế vô. Điện này nó không có đụng rồi. Để yên nó không đụng. Rồi mình ghim cái này nha các bạn, rồi mình kéo máy qua cho các bạn xem nha. Thời gian rồi cho nó. Này các bạn, quá trời đẹp luôn. Cái bên đây là đèn mới nha các bạn.
Còn hai cái kia là đèn hơi cũ, nhưng mà chiếu cái nào cũng đẹp hết. Mà đèn cũ thì nó sáng không có bằng cái đèn này. Đèn này quá sáng. Đó, các bạn xem đi. Quá sáng luôn. Màu nó có màu tím nữa nè, màu xanh, màu tím, màu đỏ cam, màu hơi vàng vàng, không thấy màu vàng. Chớp toàn là màu không à. Quá im các bạn ơi. À, ăn tiền là cái nó tủa nè. Tủa cái phóng cái cánh đèn ra đó. Cái chớp đo hài cũng đẹp. Còn đóng này mình bỏ đây nè, đó. Rồi các bạn thấy kênh của anh Thợ Gia Chai mà có hay và hữu ích, các bạn nhớ like đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Nay mua được nhiều đó chia sẻ cho các bạn xem đó. Thì chừng khi nào mà có cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nữa nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Ngày nữa mình chế cái gì được thì mình chia sẻ cho các bạn xem. Giờ hiện giờ mua thì mình thấy nó ngon, mình có ý định là chế như vậy, mình để đó. Mình chừng nào có chế được thì mình chia sẻ cho các bạn xem chế lên cái hình nào nha. Rồi tạm biệt các bạn nha.